Ok, hello, chào các bạn nha. Chào các bạn, tên là Mạch Bao Đủ. Hello, chào các bạn nha. Ok, chào mừng các bạn đến với channel Con Lê Vlog của Sáng Châu Phi. Hiện tại là anh em đang ở nhà trong phòng làm việc. Thì theo như tiêu đề và cũng như là khung cảnh ở đây thì mọi người cũng đoán ra được rồi. Đó là nay là sẽ thu âm cho Lôi Con. Xuân Lôi. Vài bài hát thiếu nhi của Việt Nam như là bà ai bà? Em bà. Rồi, vịt con một con vịt đấy. Được nhá, đôi hai bài đúng không? Thu hai bài đúng không? Ok. 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 Ok, bây giờ là sẽ cho Nam phụ trách bên phần thu âm và cũng như là nhạc rồi là cắt ghép lồng ảnh các kiểu con đà điểu. Thì bây giờ là thu thôi. Thu để xem như thế nào. Chưa mình cũng thấy mới hát một đoạn thôi nhưng mà thấy hay lắm các bạn ạ. Rồi. Đeo tai nghe vào nào. Hát thử cho các cô các chú xem nào và các bạn nào. Rồi để từ từ xem cái máy quay này nào. Có lịch rồi. Ok chưa? Alo đi. Alo, alo. Alo, alo. Nghe không? Alo, alo. Alo, alo. Alo, alo. Ok. Rồi, ok. Rồi, Lôi thử hát đi để thu xem thế nào nha các bạn. Nếu mà hay thì sẽ thu làm MV luôn, làm một MV cho Lôi Con luôn. Một con vịt sẽ ra cay cay, nó kêu rằng quá. Nó đi bà lên bò với cái cây chúc ô mừng con gì dài cây cây, nó kêu rằng quá. Nó đi bà lên bò với cái cây chúc ô mừng con gì. Ok. Để hết nhạc đoạn này đang là nhạc. Tung. Này, chuẩn bị vô này. Còn con vịt sẽ lại cay cay, nó kêu rằng quá. Ui ơi, đang thu âm lại ho, ông chán thế. Ca sĩ thử lắng nghe lại đó. Hát lại đi tí nữa nghe một lần luôn. Đâu tua lại hát lại đi. Hát cho đúng tròn một bài luôn mà. Hát lại. Ôi giời ơi. Ca sĩ hát gần đến rồi lại ho. Nào cho sĩ giá. Nào cho sĩ giá. Canta uma ve acabou. Ca sĩ ho. Nhưng mà hay đấy. Cũng biết bắt nhịp các kiểu ở trong. Mòn con vịt rai cay cay, nó kêu giặc quá. Hạt nhầm nó đi bà lên bờ với cái cây trụ. Mòn con vịt rai cay cay, nó kêu giặc quá. Hạt nhầm nó đi bà lên bờ với cái trụ. Mòn con vịt. Thôi uống nước lại nhá, uống nước lại. Chứ tình trạng là thấy ngắt hơi nhiều và miệng chép hơi nhiều. Đấy, okay, uống nước lại. Okay. Rồi từ. Okay. Rồi. Bây giờ là hát lại này, hát rồi. Lại nhá. Ở đâu này? Cắt tao một vé chứ. Nào bà ra. Hát hai khúc thôi là được. Hát hai khúc thôi. Không cần hát hết bài đâu. Hai khúc thôi, một khúc này, một khúc sau. Mừng con vịt sẽ lại cay cay,
qua. Hạt lần nữa nó bị bà đi bá. Lên lên bờ với cái cây trụ. Mừng không gì để dài cây cây. Nó kêu rằng quắc 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 quắc. Hạt lần nữa nó bị bà đi bá. Lên lên bờ với cái cây trụ. Ok. Ok. Ok rồi. Ok. Đấy có hai đoạn này. Hả? Hai đoạn vậy là sau rồi. Nếu là nếu mà hát thêm một đoạn này nữa. Thêm một đoạn này nữa nhá. Một đoạn này. Một lần nữa. Một con vịt cắn nó kêu rằng quắc 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 quắc. Được, hát thôi là hát như thế. Tôi lại rồi đấy nó. Chuẩn bị bắt nhịp này, bắt nhịp nha, bắt nhịp vô nha. Cắt thấp bê. Sao đây? Ông là nghe được nhạc là ông cứ mình phải vô nhịp cho nó. Một con. Một con vịt sẽ lại cay cay. Nó kêu rằng quắc 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 quắc. Rồi lấy bản đồ thôi. Ok, để xem bản đồ xem như thế nào đấy nha mọi người. Đấy, tại vì mới thu âm lần đầu nên là hơi lả một tí đấy, nhưng không sao. Đấy, hát quẩy hay thế mà. Hát hay cũng được. Không cần hát hết bài đâu. Mừng con gì sẽ lại cay cay. Nó kêu rằng quá 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 quá. Hạt nhầm nhớ nó bị bà bì bá. Lên lên bờ quái cái cây trụ. Mừng con gì sẽ lại cay cay. Nó kêu rằng quá 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 quá. Hạt nhầm nhớ nó bị bà bì bá. Lên lên bờ quái cái cây. Cực hay luôn. Có cái phòng nào yên tĩnh một tí thôi là hay cực kỳ luôn. Hay là mai mốt là vào nhà vệ sinh hát cho nó vang đúng không? Thôi đi mì ra đi để cho lôi con đi vệ sinh tí nhá. Nói đái muốn đái quá rồi. 5 minutes later. Ok chưa? Ok. Rồi. Ok. Lôi đã đi vệ sinh xong rồi. Và bây giờ là sẽ tiến hành thu thêm một bài nữa. Đó là Bà ơi bà. Ngày hôm nay là chỉ là demo thôi nha cả nhà. Demo thôi. À cháu yêu bà chứ. Bà ơi bà. Bài cháu yêu bà. Đấy. Xuân Lôi. Xuân Lôi. Hiện tại là bây giờ là chỉ kiểu demo thôi. Chứ phải chính thức thu. Nếu mà thu thì mình phải tìm một cái cách nào đó là tất cả không có tiếng động gì cả để thu cho nó chuẩn. Đấy, bây giờ là âm thanh nó cũng không lọc được hết. Thì ok, để nay là làm demo thử xem cái sức lực của Lôi Con khi mà thu âm những cái bài Việt Nam mình như thế nào. Ok. 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 Ok, bắt đầu nhá. Bà ơi bà, cha ơi bà lên. Trăng bà trắng nhiều mây. Cha ơi bà, cha lên bà tay. Cháu vào nồi cháu biết à vui.
cá tâm ăn. Cá ơi bà. Thôi em để nó bà, để nó hát, đừng không cần nào thao hát theo đâu. Cháu biết bà vui. Repeat đi, repeat đi nó không biết vô lời. Không, mình cứ bấy tay như này nó hát này. Rồi, đây này. Bà ơi bà, cha ơi bà lắm, trong bà trắng như mây. Cha ơi bà, cha lắm bà tay, cháu vâng rồi cháu biết bà vui. Em mở lại đi, để anh vẽ cho. Dí tay như này, này. Quanto eu falar, você cantar, já? Bà ơi bà, trái ơi bà lắm, tông bà trắng, trắng như mây. Cha ơi bà, cha lắm bà say, cháu vâng lời cháu biết bà vui. Ô, nhạc to quá. Ê, đừng, bà hay là kêu đúng không? Tốt nhất là đừng đeo, đeo này. Phải đeo luôn không? Không, không, nó có biết nhạc đâu mà đeo. Đâu, 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 thử đi. Ờ, cắt ta bay cái đàn chứ. To lên chứ. Quanto eu falar, você canta. Nhá, canta bay cái đàn chứ. Bà ơi bà, cha ơi bà lắm, trong bà trắng mà trắng như mây. Cha ơi bà, cha lắm bà tay, khi cháu vâng lời cháu biết bà vui. Bà ơi bà, cha ơi bà lắm, trong bà trắng mà trắng như mây. Cha ơi bà, cha lắm bà tay, khi cháu vâng lời cháu biết bà vui. Hay, được. Hay. Hay. Yeah. 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 Bà ơi bà, cha ơi bà lắm, trong bà trắng mà trắng như mây. Cha ơi bà, cha lắm bà tay, khi cháu vâng lời cháu biết bà vui. Bà ơi bà, cha ơi bà lắm, trong bà trắng mà trắng như mây. Cha ơi bà, cha lắm bà tay, khi cháu vâng lời cháu biết vui. Oh, hey. 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 Yeah, lên nào. Ừ, lên nào. Đây, rồi, xem lại nào, nghe lại nào. Quá hay luôn. Kinh khủng. Được đấy. Được. Sau làm em đi được. Mai muốn sau đi quay. Để đeo cổ. Giọng lôi hay lắm các bạn ạ, như xuân mai luôn. Xuân lôi, nay gọi là xuân lôi.
Bà ơi bài cha ơi bà lam, trong bài trắng mà trắng như mây. Chó ơi bà cha lam bà tây, khi cháu vâng rồi cháu biết à vui. Bà ơi bài cha ơi bà lam, trong bài trắng mà trắng như mây. Cha ơi bà cha lam bà tây, khi cháu vâng rồi cháu biết bà vui. Được, hay, hay đấy nhỉ. Hay đấy, chúng ta về nhé. Để vài hôm nữa làm cho chuẩn một MV luôn. Debut lên làm ca sĩ. Đấy, ok. Nói chung là hôm nay chỉ test để xem giọng lôi con có hợp với là thu âm với gì không. Nhưng mà mình thấy khá là hợp, khá là hợp. Khi mà thấy cái giọng ấy nó kiểu dễ thương, đấy, cute, kiểu như kiểu Xuân Mai luôn. Các bạn xem cái giọng của lôi con ấy, kiểu ngày xưa cũng hay nghe nhạc Xuân Mai ấy, kiểu ấy. Đấy, nên là vì thế mà mình sẽ thu đầu tư. Nói chung là cũng không đầu tư lắm đâu. Mình quay thì MV thì quay ruộng đồng ngô các kiểu ấy, có đầu tư cái gì đâu. Đấy, thì ok, còn quan trọng là cái thu này. Thu xong là đi xe đi quay để làm video một MV tầm 3-4 phút gì đấy để dành riêng cho lôi con. Thì cũng là một phần là làm kỷ niệm các kiểu đấy. Ok. Ok chưa? Ok. Cắt tao bệnh đấy. Ừ. Nhá. Yeah? Ok. Ừ. Ok. Ok ok. Rồi, bây giờ đi mua bánh này, nước ngọt hè. Đấy. Lấy. Ừ, bánh cà chua giá. Cà chua à? À, cà chua giá. À ok, bánh rất ngon. Ok, thì cái này là demo. Mình xem cái này cũng chưa phải là phòng thu đâu. Phòng thu thì nó phải trong không gian nó kiểu kín mà không có tiếng động với gì thì thu mới chuẩn nữa kìa. Đấy thì mình sẽ dành thời gian sắp xếp làm sao mà thu cho lôi con được một mấy cái bài Việt Nam. Bà ơi bà, rồi một con vịt, rồi là ba thương con, rồi là con cò bé bé, rất là nhiều bài. Sẽ làm một liên khúc tầm đâu đó là 4 phút, 5 phút gì đấy để dành tặng cho lôi con và cũng như là fan hâm mộ của lôi con. Ok. 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 Ok nhá. Rồi, như này là hát là được đấy, không cần hát hay nữa đâu. Người châu Phi mà hát tiếng Việt thì được như thế này. Được như thế là ok lắm rồi đấy. Chứ bình thường nhiều người tầm tuổi này ở Việt Nam này còn chưa hát được như thế này đâu. Đấy, giỏi, nói chung là giỏi. Được, ok. Ok, các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì cho anh em một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Quang Linh Vlog Cuộc Sống Châu Phi để ngủ em với nhá. Chào các bạn. Chào các bạn. Yeah. Ok. Bê dù thơm cái nào, thơm cái nào. Ê, ngoa.